Thưa bà con và các bạn, đến nay thì các địa phương trong tỉnh đã gieo xạ được hơn 207.000 hecta lúa đông xuân, đạt 69% kế hoạch. Trong đó thì nhiều diện tích xuống giống gặp phải thời điểm mưa nhiều, cho nên cây lúa sinh trưởng kém. Giải pháp nào để nhà nông chăm sóc cho cây lúa phát triển tốt, nảy chồi sớm và phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn cho vụ lúa đông xuân khi thời tiết bắt đầu trở lạnh? Đó là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề Cùng Nông Dân Ra Đồng hôm nay. Bây giờ thì mời bà con và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vụ đông xuân năm nay, gia đình anh Trần Văn Hưng ở ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành canh tác được 2 hectare bằng giống Zmin 85 và OM 5451. Do thời điểm gieo xạ, thời tiết mưa lớn kéo dài, mực nước trên đồng cao đã ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Lúa tôi xạ bị gặp trời mưa nhiều, nước nhiều, cây lúa yếu và đẻ chồi ít, tôi sợ ảnh hưởng năng suất về sau. Hiện tại ở đây thì lúa đang đẻ nhánh, mà thời tiết là nó chuyển sang lạnh. Một thứ hai nữa là lại có mưa hoài luôn. Rồi buổi sáng lại mùi sương. Mùi sương có lúc mà mùi sương rất nhiều. Vậy tôi với bà con đây ngại là khả năng là bệnh đậu ôn nó sẽ bộc phát. Mà nếu không khéo không trị được thì khả năng tới cuối vụ là bị giảm năng suất. Từ những thực trạng trên đồng ruộng, anh Trần Văn Hưng ở xã Thạnh Lộc và ông Phạm Hoàng Mười ở xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành cũng như bà con nông dân ở địa phương rất cần một giải pháp kỹ thuật để chăm sóc lúa thưa trong giai đoạn đẻ nhánh và phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn trong điều kiện thời tiết lạnh, giúp cho ruộng lúa đông xuân sạch bệnh và phát triển tốt ở những giai đoạn sau. Thưa bà con và các bạn, thời tiết mưa nhiều không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ gieo xạ lúa đông xuân mà còn làm cho nhiều diện tích lúa mới xạ bị hao hụt giống, lúa thưa và cỏ dại còn sót lại trên ruộng nhiều. Đây là vấn đề mà nhà nông hết sức quan tâm trong thời điểm hiện nay. Ngay sau đây, mời bà con và các bạn cùng theo dõi cuộc tọa đàm giữa một số bà con nông dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang với kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng, phòng chuyển giao kỹ thuật, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời về biện pháp thúc chồi hữu hiệu và diệt trừ cỏ dại còn sót lại trên lúa đông xuân. Lúa của tôi á, xạ thời tiết nó bất lợi, nó gặp mưa nhiều, nó thưa thớt. Tôi muốn hỏi kỹ sư á, làm cách nào để cho lúa tôi nó đẻ chồi mạnh, để đủ mạ để tôi giảm. Kính thưa bà con xem đài, thưa anh Nếp, không riêng gì ruộng anh đâu, rất là nhiều bà con mà xạ trong những cái ngày qua bị những đám mưa, thậm chí có những đám mưa rất là lớn nó nhận giống. Do vậy bà con chuẩn bị xạ lúc này cũng còn những cái đám mưa trái mùa, thì trước tiên là bà con ngâm giống, nên hỗ trợ cho hạt giống nó có cường lực bằng cách là mình ngâm một vài giống với 20cc bơm lower, để khi mà nó nảy mầm nó xuống đất á, nó bắt rễ mạnh, và đồng thời có xử lý cái bơm lower với hạt giống á, thì nó bị ngập trong nước nó có sức, nó vươn lên, nó ngoi là nước nó không bị chết. Rồi sau khi mình xả xong mà gặp mưa thì tranh thủ là rút nước sớm chừng nào tốt chừng nấy. Những ruộng cây lúa đã lên mà bà con khai nước ra, lúa nó nằm xuôi theo nước, thì bà con rút từ từ thôi, mà chừa lại một chút nước cho trong ruộng. Rồi mình phun cái DS80. DS80 thì mình sử dụng một gói này 10 gram cho một công. Rồi mình phun cái này, nó hỗ trợ cho cây lúa bắt rễ ra chồi mới, và đồng thời nó cứng cáp trở lại, nó phục hồi trở lại nhanh hơn, để cây lúa chúng ta đẻ chồi. Sau đó thì mình rải phân. Ngay cái đợt phân đầu đó mình cũng cần thêm cái kali một chút để cây lúa nó cứng cáp và nó nảy chồi mau hơn. Thì một công bà con đưa chừng 2kg, 3kg kali thôi. Nếu được mình ứng dụng thêm cái phân ore black, tức là cái ore đen của Lộc Trời đó, thì mình rải trong đợt đầu thì nó có cái humic áo ngoài hạt phân đó, phân nó tan chậm từ từ, thì nó giúp cây lúa hấp thu được cái humic này, nó giải độc, nó vượt lên nhanh hơn, đồng thời nó nảy chồi mạnh hơn để mình có mạ dặm.
lúa tôi á, lúc xạ vụ đông xuân này thì bị mưa, nó mưa nhiều nên khi lúa tôi xịt thuốc mấy cái gò nó bị trôi, rồi khi đưa nước vô thì không dám đưa nhiều để cho cái phần đất thấp nó nở bụi, vì thế dần mấy cái gò nó lên cỏ, chủ yếu là cỏ lộng vực chứ cỏ đều phụng. Xin kỹ sư cho tôi biết là có cái loại thuốc nào để trị các loại cỏ trên gò hay không? Thì cỏ sót bà con ứng dụng cái top sót này rất là hiệu quả, xử lý từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12 khi cây cỏ được khoảng từ 1 lá rưỡi cho đến 3 lá rưỡi. Thì top sót mình dùng cái liều nó nếu là 5 ngày thì mình dùng khoảng 50cc cho một công. Ha, từ 7 ngày đến 12 ngày thì mình xài 100cc cho một công. Rất an toàn cho lúa và nó diệt hầu hết các cái giống cỏ, trong đó có chắc lát, lòng vực và đu phụng. Bà con có thể ứng dụng nó kể cả lúa mới xạ 3-4 ngày, người ta cộng cái liều thấp khoảng 30-40cc top shot cộng với khoảng 100cc meco để phun cho 1.000 mét vuông. Sang 5 ngày thì mình phun cái lượng nó tăng lên là 50cc, nhưng mà từ 7 ngày đến 12 ngày thì mình xài 100cc top shot cho một công 1.000 mét vuông thì nó diệt hầu hết các nhóm cỏ trên ruộng lúa của mình, mà cây lúa rất an toàn. Xin kỹ sư bao gây gòn gây vàng nó có cộng được phân dây phơi với kali được không kỹ sư, cộng bằng cách nào? Thưa bà con, tập đoàn Lộc Trời vừa đưa ra cái hai cái sản phẩm phân ure gold hạt vàng và phân ure black hạt đen, cái bao 25kg. Đây là cái bao hình dáng cái bao ure gold, thì cái hạt phân nó chứa là 45% đạm, nó cũng tương đương với phân trắng. Bên ngoài được áo các cái dòng nấm vi sinh, có 8 cái dòng nấm vi sinh. Đây là cái những cái dòng nấm vi sinh của Mỹ. Khi nó vào trong đất nó hỗ trợ cho cái rễ cây, nó ra cái rễ bàn, tức là cái rễ tơ đó, rất là nhiều. Nhiều rễ tơ vậy thì cái những cái dòng nấm này nó phân giải những cái chất phân khó tiêu trong đất, thì bây giờ nó phân giải, nó cung cấp dinh dưỡng ngược lại cho cây, thành ra cây nó tốt từ từ và anh thấy nó rất là cầm màu, thì nó làm cho mình giảm đi cái chi phí quản lý sâu bệnh rất là hiệu quả. Thì bà con có thể sử dụng cái Oregon này, nó giống như cái ure trắng, là mình rải theo những cái đợt mà cây lúa có nhu cầu, tức là thí dụ 7 ngày rồi 18-20 ngày là đợt 2, rồi đợt 3 là ngay cái tim đèn chẳng hạn, thì đó là những cái đợt phân. Rồi bà con có thể cộng chung với lại DAP hoặc là kali hay là NPK gì, bà con kết hợp trộn chung với nó được hết. Thì cái lượng mà sử dụng urea này mình giảm lại hơn so với cái urea trắng, nó là khoảng 30%. Ngoài cái số lượng mình giảm xuống, rồi cái chi phí về thuốc sâu thuốc bệnh mình cũng giảm, đồng thời mình quản lý cây lúa nó nảy chồi tốt hơn và nó bền màu, nó ra rễ rất là nhiều, từ đó cây lúa chúng ta rất là khỏe mạnh, nó vượt qua được những cái điều kiện khó khăn ảnh hưởng thời tiết rất là tốt. Ông Nguyễn Hồng Dũng ở ấp Phước Ninh, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành là một trong những nông dân ở địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý bệnh đậu ôn lá và vi khuẩn trên ruộng lúa bằng thuốc Filia và Totan, nhất là sau đợt bón phân thứ hai, nên hàng năm lúa đông xuân của gia đình ông Dũng đều sạch sâu bệnh, phát triển tốt và đạt năng suất cao. Cái vụ đông xuân này là thường xuyên là nó có cái thời tiết lạnh, cho nên là tôi thường xuyên đi thăm đồng để nhằm phát hiện cái vết bệnh chấm kim của đậu ôn. Thì tôi sẽ sử dụng cái Filia nếu với lại kết hợp luôn cái Totan để trị vấn đề là vi khuẩn thối thân. Cái Filia nó đặc biệt là nó trị cái đậu ôn rất hay.
Rồi sau đó là nó kèm cho là cái lá, cái bộ lá của mình đó, nó dày ra và nó cứng, nó đứng thẳng cái bộ lá. Cho nên nó là dùng cái Philia là tôi rất thích. Cùng với sản phẩm Philia, Totan giúp nhà nông phòng trị đậu ôm và vi khuẩn, thì phân bón mới Ure Black và Ure Gold của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời cũng được nhà nông đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở Kiên Giang nói riêng ưu tiên chọn lựa sử dụng trên đồng ruộng. Sau khi gieo xạ là tôi vừa gặp thời tiết bất lợi trong vòng một tuần lễ. Sau một tuần lễ đó là tôi sử dụng Ure Black cho 1-2 kg cho một con tầm lớn. Là lúa tôi là thấy màu lúa hiện bây giờ là rất tốt, lại mỡn và đủ chồi đủ hiệu. Rồi nông dân kế bên có hỏi anh sử dụng cái loại phân gì, tôi nói là cái phân lắc xài 2 kg cho một con tầm lớn. Rồi anh rồi tôi mới nói là lúa tôi là màu lúa gì được không, anh nói quá đẹp rồi. Rồi cái anh nói là thôi vậy để tôi cái sử dụng với anh. Thì lúc 13 ngày tôi giải Ugegon như thế thì nó kéo dài đến là cơ khoảng gần nửa tháng tôi mới giải tiếp tục lần cử hai. Thì cho gần đó thì mình thấy cái hiệu quả so với cái ure trắng á, thì lúc trước á thì khoảng chừng tuần lễ 8 ngày thì mình nó đòi phân rồi à, nhưng mà cái này nó đặt cái màu nó là mỡ gà rồi nó không có thấy nó không có xuống lúa không. À, sử dụng coi như là một công như vậy là tôi không gọi là có 2,5 kg 3 kg như vậy đó, thì là coi như tôi thấy còn cái kia thì phải là giải từ 5-7 kg à, thì tôi cho rằng là lúa nó mới là phát, còn cái này là chỉ có là 3 kg thôi, cộng với kali với DB như vậy mà tôi thấy là nó cầm màu lâu, không có bộc phát dội từ cái chỗ đó sâu bệnh thì nó có ít. Để bảo vệ tốt cho vụ lúa đông xuân năm nay, bên cạnh việc chủ động phòng trừ dịch hại trong giai đoạn cực trọng, thì việc sử dụng phân Ure Black, Ure Gold cho cây lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay là hết sức cần thiết nhằm tăng cường dưỡng chất, giúp cây lúa phát triển tốt, cứng cây, hạn chế sâu bệnh, góp phần giữ vững năng suất và chất lượng. Thưa bà con và các bạn, những ngày qua thì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh và có sương mù. Đây là điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôm lá phát triển mạnh trên trà lúa đông xuân trong thời điểm trước và sau đợt bón phân lần thứ hai. Để góp phần cùng với nhà nông quản lý hiệu quả bệnh này cho ruộng lúa, thì ngay sau đây, kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng, phòng chuyển giao kỹ thuật công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời sẽ trao đổi cùng bà con nông dân về những lưu ý trong việc phòng trừ bệnh đạo ôn trên trà lúa đông xuân ở giai đoạn đẻ nhánh trong điều kiện thời tiết bắt đầu trở lạnh. Nhiệt độ lạnh như vậy thì dễ xảy ra cái đạo ôn nếu bà con bón phân như hơi lố cái đạm thì nó sẽ ảnh hưởng cái lúa mình rất nhiều đối với bệnh đạo ôn. Chúng tôi thăm đồng thì thấy lúa dưới 20 ngày đã có xuất hiện mắt én, có vết rất là rõ rồi. Cho nên là bà con thăm đồng kỹ và phun thật kỹ ở những cái ruộng mà đã xuất hiện cái mắt én hoặc là mới chấm kim rồi, con nên phát hiện xịt sớm đi. Sử dụng cái Philia. Và hiện nay trên ruộng thì có nhiều nước, cái khả năng nó nhiễm đậu ôn mà nó kết hợp bộ nhiễm thêm cái vi khuẩn thối thân rất là cao. Do bà con không có khai nước cạn là được, thay vì 10-20 ngày mình dặm xong là mình cạn nước đi thì nó ít có tình trạng nhiễm vi khuẩn hơn. Mà mưa nhiều như vậy thì mình không khai nước được, thành ra bà con phải kết hợp giữa Philia mình cộng với Totan để mình khống chế không cho cái vi khuẩn thối thân nó phát triển. Đồng thời cái Philia nó giết sạch cái bệnh đau ôn, nó giúp cho cây lúa phục hồi trở lại để nảy chồi cũng như là tạo cái chồi hữu hiệu đó, nó khỏe mạnh để cho bông sau này. Chúc bà con vượt qua được cái đợt đậu ôn cũng như là vi khuẩn đợt này, mình tạo cái ruộng lúa mình thật là đồng đều cũng như là các cái chồi nó đều khỏe mạnh thì nó sẽ cho được cái bông hữu hiệu nó tốt nhất. Những thắc mắc về quản lý dịch hại trên đồng ruộng, xin nhà nông liên hệ với ban tư vấn kỹ thuật công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời qua số điện thoại 0918429065. Kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng sẽ trả lời trực tiếp cho bà con nông dân.
Thưa bà con và các bạn, chuyên đề cùng nông dân ra đồng do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.